để thực hiện thi công cống qua đường Bà Hên trên đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương thông báo phương án tổ chức phân luận giao thông trong quá trình thi công cống Bà Hên như sau. Thực hiện chặn đường cách mạng tháng 8 khu vực cống Bà Hên, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công, thời gian là 150 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2023 hướng đi thay thế cho các phương tiện qua cống Bà Hên trong quá trình thi công như sau. Theo hướng Cách mạng tháng 8, Trần Tử Bình, Lý Thường Kiệt, Cách mạng tháng 8 và ngược lại. Theo hướng Cách mạng tháng 8, Thích Quảng Đức, Phan Đình Giót, Cách mạng tháng 8 và ngược lại. Trong thời gian phân luồng nêu trên, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu đường bộ và người điều tiết giao thông tại hiện trường. Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo.